Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ làm một video nói về hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là mình sẽ nói về cái chi phí xây nhà. Chúng ta có thể cày chi phí xây nhà như thế nào để chúng ta có nhiều cái chi phí để chúng ta làm nhà chúng ta đẹp hơn. Và cái vấn đề thứ hai ở đây á, là mình sẽ làm luôn một cái video clip là hướng dẫn cách ném rổ 100 phát trên 100 phát cho loli lùn nhất nha. Hiện tại nhân vật của mình là loli lùn nhất luôn nha các bạn. Rồi, thì đầu tiên vào cái vấn đề đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề là chi phí xây nhà. Thì chi phí xây nhà đó chúng ta sẽ tìm ở đâu? Đây, chi phí xây nhà ha. Đầu tiên, hàng ngày các bạn vào trong căn nhà của các bạn chi tiết nè. Các bạn có cái đánh giá riêng á, mình đánh giá rồi, mình đánh giá mất tiêu rồi. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ vào đánh giá căn nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ, nếu mà không có vật dụng hư hỏng gì hết thì chúng ta sẽ nhận được một khoản chi phí xây nhà và hai cái bình máu dự phòng. Hai các bạn. Đó là cái điểm đánh giá nhà. Rồi. Cái thứ hai mà chúng ta có thể kiếm được cái chi phí xây nhà là gì? Đây là những cái rương sôi nổi. Đây các bạn thấy không? Rương sôi nổi nè, tất cả các rương sôi nổi nó đều có cái chi phí xây nhà 20, 40 nè. 46 nè. 54 nè. 60 nè. Và 72 nè. Đó. Thì đây là nếu các bạn làm hết những cái sôi nổi hàng ngày thì các bạn cũng có một lượng kha khá cái chi phí xây nhà mỗi ngày. Hai các bạn. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái gọi là sự kiện hàng ngày, nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái chi phí xây nhà. Ở đây, đầu tiên là cái sự kiện là tai họa biến ngô. Thì ở đây các bạn sẽ không thấy có chi phí xây nhà trong này, nhưng mà nó sẽ có tỷ lệ khi mà các bạn lật thẻ bài á, các bạn có mở ra được cái rương chi phí xây nhà nha. Cái thứ hai là cái quỹ thức tỉnh, nó cũng đem lại cho các bạn những cái lật bài nếu mà các bạn mở được chi phí xây nhà. Đó. Rồi. Tương tự với phiêu lưu ký, nó cũng có những cái ô mà chúng ta có thể nhận được cái chi phí xây nhà. Rồi. Ngoài ra còn gì nữa không ta? Ngoài ra có một cái nữa là các bạn có thể trồng hoa ở trong nhà các bạn, giống như mình đây nè. Hiện tại mình đã có thể trồng được 12 cái chậu hoa trong nhà mình. Thì khi mà các bạn trồng hoa ở đây á, thứ nhất khi mà các bạn thu hoạch, các bạn có tỷ lệ nhận được cái hạt hoa. Thứ hai, các bạn có thể nhận được hoa tươi này, các bạn dùng để tặng cho bạn bè. Đó. Và khi thu hoạch hoa, các bạn sẽ nhận được cái chi phí xây nhà nha các bạn. Đây, chi phí xây nhà nè. Đó. Rồi chúng ta có thể nhận được cái chi phí xây nhà ở trong đó. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn nạp, để các bạn muốn tăng cái lượng chi phí xây nhà của bạn nhiều lên, các bạn có thể nạp. Nạp ở trong cái phần giảm giá nè các bạn. À, trong phần giảm giá là nó sẽ có cái bộ phí sửa nhà hàng tuần nè. Đó, một cái rương 240 vé sẽ được 1.500 phí xây nhà, mỗi tuần sẽ mua được 10 lần là 15.000 phí xây nhà mỗi tuần. Đó thì các bạn nào muốn đua top về độ ấm thì các bạn sẽ phải mua cái này thôi. Mua để tăng cái lượng phí xây nhà mình lên, mình sẽ xây được nhiều món đồ có giá trị hơn thì sẽ tăng độ ấm của căn nhà mình lên nha các bạn. Đó. Rồi, ngoài ra nữa thì chúng ta có một cách nữa là chúng ta sẽ đi thăm nhà bạn bè. Đó, khi mà chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ có hai lượt đi đi trộm hoa, nếu mà nhà bạn bè của các bạn có trồng hoa, mỗi ngày các bạn sẽ có hai lượt đi trộm. Đó, thì các bạn sẽ trộm hoa cũng có tỷ lệ là chúng ta được cái phí xây nhà, cũng như mà các bạn qua bên nhà bạn bè các bạn sửa chữa đồ hư á dùm cho bà gia đình nhà của bạn bè của các bạn thì các bạn cũng nhận được cái phí xây nhà luôn. Đó. Ngoài ra nữa là các bạn có thể đây đây mình sẽ tới đây mình hôm nay mình chậm hoa mất rồi. Đó thì hoa của bạn bè nè. Đó, các bạn có thể tới đây các bạn xây trời chơi mà chơi lồng kính kiểu này ai ai lấy được. Đó, các bạn có thể qua các bạn ăn trộm được. Hoặc các bạn qua các bạn sửa nhà, các bạn qua các bạn tưới cây thì cũng có cái chi phí xây nhà nha các bạn. Rồi, vấn đề thứ hai, bóng rổ.
dành cho loli lùn nhất. Mình chắc chắn luôn là khi mà mình tạo cái nhân vật loli này là mình chọn tất cả những cái thứ từ cổ, vai, chân, tất tần tật mọi thứ đều lùn nhất có thể. Nên đây ra nhân vật của mình là nhân vật lùn nhất trong game. Đó. Thì trước tiên khi mà mình nói về cách ném nó trước, mình sẽ nói, mình phân tích về cái lực ném nha. Đối với nhân vật nam và nhân vật nữ á, thì nó sẽ có lực ném là khi các bạn ném, cái trái banh nó vẫn bay theo hình cầu vòng nhiều nhất. Đó, nó vẫn bay theo hình cầu vòng nên cái cách canh của nam và nữ nó sẽ dễ dàng hơn loli một chút. Nhưng đối với loli, bây giờ mình sẽ ném thử một trái cho các bạn xem. Các bạn để ý cái trái banh nha. Đó. Thì cái lực ném của loli nó rất là mạnh. Nó mạnh, mình cảm nhận là cái lực ném trái banh của loli nó mạnh hơn cả cái lực ném trái banh của nhân vật nam nữa. Tại vì nó lùn quá đi, nó búng trái banh đi. Nên đâm ra là các bạn rất là khó ném. Tại do cái lực bật của trái banh khi mà nó đụng vào trong cái bảng rổ á, nó dội lại rất là mạnh. Nên đâm ra các bạn rất là khó ném. Mà mình cũng test nhiều cái trường hợp rồi. Bây giờ loli nó chỉ có một cái cách duy nhất là mình thấy là mình vào được gọi là 100/100 luôn chứ không phải 10/10 nữa. Đó, thì là cái vị trí mình đang đứng ở đây. Đó, các bạn ném thấy không? Mặc dù một cái vị trí thôi, lực ném như nhau nhưng mà trái banh nó vẫn tưng rất là mạnh dội qua dội lại, các bạn thấy không? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nói lên luôn ha. Đối với loli cái vị trí này. Đó, các bạn thấy cái vạch ngang không? Cái vạch sơn nó bị mờ đi á. Đó là cái vị trí mà mình cần phải đứng. Mình phải đứng chính xác cái vị trí đó. Là cái thứ nhất. Đó, thì cái vị trí đứng ở chỗ này á, nó sẽ không có tác dụng ở trong khi mà trời thời tuyết có tuyết nha các bạn. Vì tuyết nó phủ mất tiêu cái vạch rồi. Chúng ta không biết cái vị trí đứng đâu nên cho nó chính xác. Nên chỉ ném được khi trời nắng thôi. Và không có tuyết nha các bạn. Rồi, khi mà các bạn tới cái vị trí đứng này nè. Đó, các bạn có thể chạy qua luôn. Đó, cái vị trí mà chỗ này các bạn lít vào nó không đúng vị trí, các bạn chạy xa ra. Sau đó các bạn lít vào đúng cái vị trí đó. Rồi các bạn ấn ném. Ném thì các bạn canh cho cái trái bóng nó vào trong cái thành trong của rổ. Cái thành trong của cái rổ. Đây. Thì khi loli ném các bạn thấy không? Cái lực ném nó rất là cao và nó đụng cái gọi là cái vách và nó rớt xuống cái thành trong phía ngoài của cái rổ và nó rớt vào trong rổ. Đó. Mình làm lại một lần nữa nha. Đó, khi bạn lít đứng gần các bạn lít nó sẽ không chạy tới. Mà khi các bạn đứng xa các bạn lít vào đúng cái vị trí nó sẽ chạy đúng cái vị trí đó luôn. Đó, và các bạn cứ ném vào trong cái lòng trong. Đấy, của cái rổ. Đó, lực ném của loli cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Mình cảm nhận là nó rất là mạnh, mạnh nhất trong tất cả các nhân vật trong game này. Và nó là, mặc dù nó nhỏ nhất nhưng mà nó rất là mạnh. Đó. Thì các bạn theo cái hướng dẫn này của mình, các bạn thử làm nha. Thì giống như này mình làm nè, mình cũng không có test thử trước luôn. Mình đã test nhiều lần rồi, bây giờ mình cứ vào mình ném thẳng luôn. 10/10 rất là dễ dàng. Cứ đúng vị trí đó. À, mà khi mà các bạn quăng vào trong cái thành trong của rổ á, các bạn phải đảm bảo là trái banh nó ngay giữa thành trong của rổ nha. Chứ các bạn lệch, hơi lệch bên trái một tí, hơi lệch trên phải một tí, thì cái lực ném của con loli nó sẽ làm cho trái banh nó bị dội vào cái bảng và nó quăng lệch ở bên ngoài. Rất là dễ bị hụt nha các bạn. Đó, các bạn phải giữa thành trong như thế này luôn. Chính giữa luôn nha. Chứ đừng có nhích qua bên trái một chút hay nhích qua bên phải một chút, thì nó sẽ bị cái trường hợp là trái banh vào rổ và nó từng xéo ra ngoài, nó đụng cái lòng ngoài của cái rổ và nó văng rớt ra ngoài luôn nha các bạn. Đó là một trong những cái mà mình rút kinh nghiệm khi mình kiếm được cái vị trí ném rổ cho loli. Tại vì mình có những vị trí mình ném vào rồi nhưng mà nó sẽ không ổn định. Đây là cái vị trí mình cảm thấy là nó ổn định nhất từ trước tới giờ luôn, và mình ném liên tục, nó vào liên tục luôn. Còn có mình lúc nào mình test những cái vị trí khác như bên trái, bên phải hay dựa vào bóng cây giống như nam nữ á, thì nó không có tác dụng đối với con loli này. Đây, bây giờ là trái thứ 8 nha. Rồi bây giờ trái thứ 9 nè. Cứ đúng, đó là mình rất là tự tin. Đúng vị trí, đúng lòng trong. Đó, hơi lệch mày cũng không được. Lòng trong, đó, lòng trong phải ngay giữa luôn. Vào.
Đó, rất là dễ dàng. Lưu ly lùng nhất luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục nè. Trái cuối cùng nha. Vào, xong. Đó, bây giờ mình đã hoàn thành 10 trái 10 trên 10 cho con Loli này rồi nha các bạn. Đó, thì khi các bạn ném 10 trên 10 mỗi ngày thì các bạn sẽ được thưởng khích lệ nè, thưởng cổ vũ nè, thưởng bách chúng nè. Đó, đây cũng một cách chúng ta có thể tích lũy đồ và nâng cái lực chiến cho nhân vật của chúng ta. Rồi, thì bây giờ là cái video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn muốn mình làm về những chủ đề nào nữa thì các bạn hãy comment ở bên dưới video. Mình sẽ làm những cái video về những vấn đề mà các bạn đang thắc mắc nha. Đó, rồi video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Bye bye.